Hai tất cả mọi người nha, hôm nay đã đến với kênh Tà Bà Róc. Mà hôm nay mình sẽ làm một gọi là một bếp để nấu nướng nha, bằng thùng mót nha mọi người. Đây, thùng mót đây, và tận dụng thùng mót bự để làm một bếp luôn. Mình sẽ sử dụng bếp hai lò nha mọi người, hai chỗ để nấu nha. Mình thiết kế theo cách suy nghĩ của mình, nó sẽ khác người ta nhiều. Đây, mình sẽ tiến hành làm mọi người. Mọi người thấy video này hay và thú vị, mọi cho mình một like, đăng ký, nhấn vào chuông để nhận được báo ý cho mình mọi người. Bây giờ mọi người cho mình gọi chút là share, là chia sẻ những cái gì nhẹ mọi người. Mình sẽ tiến hành làm mọi người, không mất thời gian mọi người chờ lâu.
sơn thôi. Miễn sao nắng thì dọn vô đây được khô. Và cái này mình nghĩ là chắc hơi nặng luôn rồi. Khá là nặng. Mình thấy mọi người thấy trên nó nhỏ đúng không? Mà ở dưới cái lồng chứa dưới cái lồng lửa dưới lớn ra. Rộng luôn. Mình thiết kế cái lồng rộng ra cho nó kiểu như được chứa nhiều lửa hơn. Rồi nấu đồ ăn mình sẽ nhanh hơn. Mình chơi hai cái chế độ. Ở đây là mình sẽ sử dụng là nấu cái gì lớn như cái nồi hay lớn gì đó nấu mau sôi. Ở trong đây nấu ít sôi như là cứu gà. Cứu gà thường thường là một bên là nó nấu là hao khoảng một ký gà hoặc 180 gram gà. Còn bên đồng đồ bên kia thì chỉ có mười mấy gà, 20 gà. Hai bên nó giống mình lại giống như là cái bếp gà luôn. Trong đây này nó túm lại, nó túm bằng hai bằng cái thùng bê luôn, cái thùng nhưng mọi người nãy giờ đã xem rồi, nó sẽ túm lại đây, đây nó hở ra bự ra, nó làm những cái quặng luôn rồi. Đấy, mình sẽ đợi cho nó khô và sẽ tháo bung ra hết, gọi là móc bung ra hết cho nó hàng một cái lọt hàng kia, mình sẽ chụm lên, mình sẽ nấu một, mình sẽ sử dụng bếp này mình sẽ nấu một món ăn, mọi người. Rồi, mọi người thấy video này hay thì một like, một đăng ký, nhấn một cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình nha mọi người. Và đừng quên chia sẻ video này đến tất cả mọi người, nói chung toàn thể thế giới này cùng biết mọi người, để mình có lại lượt xem và lượt đăng ký nha mọi người. Mình đã bị tụt lượt xem và tăng lượt đăng ký luôn. Mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có động lực làm những video mới và hay và chất lượng hơn mọi người. Mình xin thông báo mọi người biết luôn là xà lan của mình bây giờ hiện tại bây giờ đang tặng một ít trong vòng một gian ngắn thôi. Mình quay lại cho bây giờ mình đang sửa sang ở nhà sao, mình không có thời gian để mình làm xà lan cho nên mình sẽ để nó qua một bên, mình sẽ làm cho xong cái việc của mình hiện tại đang ở nè. Nói chung là nhà ở là hoàn thiện ok hết đi, mình sẽ trở lại là bên cái xe lam mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở video kế tiếp. Không ơi, hẹn mọi người ở hai tuần sau, một tuần sau mọi người, hẹn mọi người một tuần sau nha.